đá ba chồng Định Quán, Đồng Nai, còn cách trung tâm thị trấn Tân Phú 15 km nữa. Và bây giờ Tây đã di chuyển qua khu vực đá ba chồng và chuẩn bị tiến vào trung tâm thị trấn Định Quán. Một buổi chiều chủ nhật, quốc lộ 20 rất là đông xe. Phía trước cái giao thông nha anh em, cẩn thận chạy chậm lại. Hên quá, bữa nay mấy ông bắt xe lớn không? Khu vực này chủ yếu là bắn tốc độ nha anh em. Đây là rừng Giá Tị, Tân Phú, Đồng Nai. Cơm niêu Việt Hồng. Quán cơm niêu có thực đơn rất là phong phú, bãi đậu xe ô tô rất là rộng. Và bây giờ di chuyển lên trên này cũng có tiếp một quán cơm niêu, đó là cơm niêu Hương Việt. Đây là xã La Ngà, Cầu Trắng, Hương Lâm, Tân Phú. Chuẩn bị tiến vào trung tâm chợ Hương Lâm, một trong những chợ đầu mối lớn ở Tân Phú, Đồng Nai. Đây là khu vực nhà thờ Phương Lâm. Đường dẫn vào vườn quốc gia Nam Cát Tiên. Hello mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Hôm nay chủ nhật cuối tuần, Tây có một chuyến tour mini rất là ngắn, chỉ khoảng 30 km, kéo dài từ hướng cầu La Ngà, và điểm đến cuối cùng của Tây sẽ là chợ đầu mối Phương Lâm, Tân Phú, Đồng Nai. Thì trên đường đi có cái gì hay thì Tây sẽ chia sẻ cả nhà cùng xem nhé. Và đầu video thì cả nhà nhớ cho Tây xin một lượt like cũng như là một lượt đăng ký kênh ủng hộ video. Hiện tại thì bây giờ Tây đang ở trên cầu La Ngà, hướng phía tay phải màn hình nhỏ của các bạn. Hôm nay chiều chủ nhật cầu La Ngà cũng tương đối rất là đông xe. Nay cũng vào cao điểm mùa mưa rồi mà cầu La Ngà thấy cũng rất là ít nước ở cả nhà. Vâng, và đây là đường dẫn dưới chân cầu La Ngà. Ở khu vực xã La Ngà thì cũng có những quán cơm niêu rất là nổi tiếng, ví dụ như là cơm niêu Việt Hồng và cơm niêu Hương Việt. Và đặc biệt là thực đơn rất là phong phú và đa dạng. Bên cạnh đó thì có bãi đậu xe ô tô rất là rộng. Đây là cơm niêu Hương Việt là cả nhà. Và ở trên nữa là cơm niêu Việt Hồng. Ba quán cơm niêu nằm sát nhau luôn, cho các bạn mình tha hồ lựa chọn. Vâng, và bây giờ mình đang di chuyển trên hướng quốc lộ 20 về thị trấn Định Quán, Đồng Nai. Vào chủ nhật cuối tuần thì thị trấn Định Quán, Đồng Nai rất là đông xe cộ qua lại. Lại một quán cơm niêu cả nhà. Ở khu vực xã La Ngà này mình thấy có rất là nhiều quán cơm niêu. Có lẽ đặc sản ở đây là cơm niêu là nổi tiếng nhất. Và bên cạnh đó thì thấy cũng có rất là nhiều quán ăn đường phố nhỏ nhỏ, bán những thức ăn vào buổi tối rất là đa dạng và phong phú. Mình cũng đã từng có một lần ghé vào dùng thử một phần cơm niêu ở quán đây. Nói chung là giá cả rất là phải chăng, và cơm đó là rất là ngon ở cả nhà. Vlog hôm nay thì cũng rất là nhỏ, chủ yếu là Tây chỉ có chia sẻ cho cả nhà mình về tuyến đường đi khoảng 30 km của Tây, về những khung cảnh đẹp cũng giống như là những dòng xe tấp nập qua lại ngày đêm ở hướng quốc lộ 20 đi lên thành phố Đà Lạt. Bên cạnh đó thì cũng xin chia sẻ cho tất cả các bạn thêm một góc quay mới của GoPro 8 của Tây. Đó là hôm nay Tây sẽ gắn ở trên vai để lấy được toàn cảnh đường quốc lộ 20.
đối với góc quay này thì tay không cần gắn ở ghi đông tay lái hoặc là gắn ở cầm nón bảo hiểm phun tay. Đây là một góc rất là mới. Hiện tại thì tay đang để phía bên tay phải, nhưng sau khi về kiểm tra lại video thì tay thấy cũng có thể lấy được bao quát phun toàn cảnh tuyến đường quốc lộ 20, cũng rất là rộng và rất là rõ cả nhà. Nhưng mà đối với những cái góc quay ở trên cao như thế này á, thì mình chủ yếu chỉ lấy được nguyên một đoạn đường thẳng và hai bên. Không tiện dụng và đa năng bằng góc quay ở trên đỉnh đầu hoặc là trên cầm nón bảo hiểm. Với những góc quay còn lại như thế thì mình có thể lấy được toàn cảnh và những lúc mình di chuyển. Đây là khu vực hết dân cư, một buổi chiều nắng nhẹ, thời tiết cũng khoảng chừng 30 cho tới 35 độ, nói chung thì cũng nắng nóng. Mình chạy xe mà cảm giác hơi nóng ở dưới mặt đường đó, nó bốc lên rất là dữ ở cả nhà. Vào ngày chủ nhật cuối tuần thì hướng quốc lộ 20 á, xe cộ rất là tấp nập, đặc biệt là tay thấy chủ yếu là những dòng xe du lịch kéo dài đi lên trên tận trên thành phố Đà Lạt. Cả nhà thấy không, với khu vực xã La Ngà này thì chủ yếu là nổi tiếng là các tiệm cơm và đặc biệt là những quán cơm niêu thôi. Đây là khu vực hết dân cư, chuẩn bị chúng ta bắt đầu leo lên một con dốc cũng tương đối là cao. Hiện tại thì bây giờ mình đang chinh phục một con dốc hướng về trung tâm thị trấn Định Quán. Hôm nay thì mình thấy những dòng xe đổ dốc xuống rất là nhiều. Có lẽ giờ này thì ở trên Đà Lạt họ đổ về Sài Gòn để kết thúc một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ. Đấy, quá trời xe trên xuống cả nhà. Đối với cái góc quay gắn ở trên vai phải như thế này thì tay thấy mình có thể lấy được toàn cảnh cũng giống như là phía xa đường chân trời. Nhìn cũng rất là đẹp, cảnh rất là chiêu cả nhà. Cả nhà có thể đổi sang góc quay phía bên tay trái cũng được. Rồi căn nhá, căn giống như đẹp. Đối với góc quay ở phía tay trái thì mình có thể lấy được toàn cảnh ở giữa cũng giống như là hai bên. Vâng, và bây giờ sau khi di chuyển hơn 10 km thì tay cũng đã có mặt tại đầu dốc Định Quán rồi cả nhà. Chuẩn bị đổ hết con dốc này thì chúng ta sẽ tiến vào trung tâm Định Quán và có một di tích lịch sử rất là nổi tiếng ở phía dưới chân dốc. Dốc Định Quán thì đường rất là rộng. Ở nơi này thì phía bên tay phải màn hình của các bạn thì có một quán cà phê rất là nổi tiếng. Mình cũng quên tên rồi, nhưng mà khi mà mỗi khi các bạn đi ngang đây thì sẽ thấy vào ban đêm quán này có view rất là đẹp và có hệ thống dàn đèn năng lượng màu vàng rất là lấp lánh, nhìn có thể là bao quát toàn cảnh được ở trung tâm thị trấn Định Quán. Quán nằm ngay ven sườn đồi. Vâng, đây là bây giờ mình đã đổ dốc xuống rồi cả nhà. Thế còn dốc dài này thì mình sẽ tiến vào trung tâm thị trấn Định Quán và chuẩn bị bước tới một di tích lịch sử rất là nổi tiếng ở khu vực Định Quán, quốc lộ 20. Trung tâm Định Quán thì đường cũng rất là rộng và thoáng. Lại một quán cơm niêu cả nhà. Mình thấy toàn bộ đặc sản là cơm niêu là chính. Và bên cạnh đó thì cũng thấy rất là nhiều. Ở đây thì chủ yếu là khu vực tập trung dân cư đông, cũng gần tới vào trung tâm rồi cả nhà.
đây là khu vực đá Ba Chồng, định quán Đồng Nai. Còn cách đá Ba Chồng khoảng chừng vài trăm mét nữa thôi cả nhà. Vâng, đây là khu vực đá Ba Chồng, định quán Đồng Nai. Cũng có rất là nhiều câu chuyện của tâm linh liên quan tới ở địa danh di tích lịch sử đá Ba Chồng này cả nhà. Vâng, đây là trung tâm thị trấn Định Quán. Và buổi chiều chủ nhật hôm nay thì xe cộ lưu thông ở trên tuyến đường trung tâm thị trấn Định Quán cũng tương đối là thưa thớt, chủ yếu là những dòng xe du lịch hướng từ Đà Lạt đổ về Sài Gòn thôi cả nhà. Trung tâm Head Honda lớn quá cả nhà. Và đi ngang ở khu vực trong trung tâm chợ, chợ đầu mối Định Quán thì nằm ở phía tay trái màn hình nhỏ của các bạn nhé. Đây mới đúng là khu vực trung tâm thị trấn này. Đi ngang một nguyên một hàng cây. Chợ sẽ nằm ở phía trong cả nhà. Đã tới một khu vực đèn đỏ rồi. Rất là đông xe. Cả nhà mình có dịp mà đi ngang thị trấn Định Quán thì mình có thể vào mình tham quan và cũng như là mua sắm tại trong chợ, một trong những ngôi chợ rất là lớn và lâu đời ở phố 20. Sau khi di chuyển tới trung tâm Định Quán thì mình sẽ đi tiếp tục, và điểm khám phá tiếp theo của mình trong hành trình quốc lộ 20 ngày hôm nay đó là khu vực rừng Giá Tị, một trong những cánh rừng có không khí rất là mát mẻ, đường rất là đẹp. Đây là trung tâm thị trấn Định Quán, mình đang phải chạy sau một chiếc xe tải rất là dài. Đi ngang cửa hàng Bách Hóa Xanh, Viettel Store. Và phía đằng trước là cả ba Gia Canh cả nhà. Nơi cũng tập trung rất là nhiều xe khách du lịch, và một trong là những điểm đón trả khách rất là lâu đời ở khu vực thị trấn Định Quán. Cả nhà mà muốn đi xe gì ở các tuyến tỉnh thành phố ra đây đều có. Đây khu vực ngã ba Gia Canh, ở phía bên tay phải màn hình nhỏ của các bạn. Sau khi di chuyển hết ngã ba Gia Canh thì chúng ta sẽ đi lên tới trên một con dốc dài. Phía bên tay trái con dốc đó là trung tâm Bách Hóa Xanh mới mở lên đây cả nhà. Đây là một trong những tuyến đường rất là đẹp, rất là rộng và thoáng, trung tâm Định Quán. Một giao lộ đèn đỏ. Phía bên tay phải thì rẽ vào các xã ở bên trong trung tâm thị trấn Định Quán. Rồi bây giờ tay đã tiếp tục xuất phát cuộc hành trình. Một clip mini nho nhỏ, chỉ kéo dài khoảng 30 km. Đây cũng là quê nhà của Tây. Sau một cuộc hành trình dài thì có dịp quay trở lại quê nhà, cũng giống như là chia sẻ về không khí buôn bán tấp nập trên những con đường ở quốc lộ 20 hướng đi lên trên thành phố Đà Lạt. Thị trấn Định Quán thì có rất là nhiều giao lộ đèn đỏ,
chủ yếu là khoảng chừng ba giao lộ đèn đỏ nha cả nhà, một cái ở dưới dốc nữa. Còn phía bên tay phải màn hình nhỏ của các bạn đó là chợ Cầu Trắng cũ, là chợ Định Quán cũ, và phía bên tay trái đó là hướng Bách Hóa Xanh, trong những trung tâm bách hóa rất là lớn ở khu vực này. Và bây giờ chúng ta cùng di chuyển lên một dốc dài quá trời bữa nay chủ nhật và xe bước vào hướng đường Gia Tị. Còn cách đường Gia Tị khoảng chừng 3-4 km nữa thôi. Hướng phía bên tay trái màn hình nhỏ của các bạn đó là hàng loạt những phương tiện giao thông đang chen chúc nhau, dứt từng chút một từ hướng Đà Lạt đổ về Sài Gòn. Quả là một buổi chiều rất là vất vả cho các bác tài khi mà phải di chuyển dưới cái nắng nóng, và bên cạnh đó là một cuộc hành trình rất là dài từ thành phố Đà Lạt về Sài Gòn. Hầu như là chủ nhật tuần nào thì tôi thấy cũng có hiện tượng kẹt xe như thế này cả nhà, từ khi lúc mà đèo Fren đóng cửa sửa chữa cho tới nay. Hy vọng là trong tương lai thì những đoàn xe như vậy sẽ không còn kẹt nữa, để cho các phương tiện mình đi từ hướng Đà Lạt về Sài Gòn sẽ thông thoáng và dễ đi hơn. Vâng, người bạn trẻ này qua đường nhanh quá, không có xi nhan gì hết. Trời dần về chiều, có một chút nắng nhẹ và một chút gió, thì tôi cảm nhận được cái luồng không khí ở nơi này thì không còn nóng nực và oi bức như giống như dưới khu vực La Ngà nữa. Tại vì nơi này thì cũng gần đến rừng Gia Tị rồi cả nhà. Một màu xanh và những bóng mát rất là trong lành và dễ chịu. Với lại thì trấn Định Quán thì cũng không, tương đối không nắng nóng cho lắm, chủ yếu thì khí hậu hơi khô và thường thường hơi xe lạnh vào những buổi chiều tối, đặc biệt là sau những lúc cơn mưa dài. Vẫn còn là khu vực dân cư. Sau khi leo hết đoạn dốc như thế này, chúng ta sẽ đổ dốc xuống, và còn cách đường Gia Tị khoảng chừng hơn 1 km nữa. Lại một quán cơm niêu cả nhà. Trong hành trình 30 km, dù chủ nhật cuối tuần ngày hôm nay, Tây đếm ít nhất khoảng hơn 10 quán cơm niêu rồi, với rất là nhiều đặc sản, và view thì mỗi quán mỗi khác nhau như cả nhà. Nhưng mà nhìn chung ra thì các quán đều có bãi đậu xe rất là rộng rãi và thoải mái. Bắt đầu leo dốc thì có rất là nhiều xe, và bên cạnh đó thì đây mình đang di chuyển sau một chiếc xe chở hàng. Tay mua con GoPro 8 này thì cũng đã lâu rồi, nhưng mà đây là cũng là lần đầu tiên Tay chia sẻ cho cả nhà thêm một góc quay mới của Tay, đó là gắn ở trên hai vai và có thể để rất là gọn, mình không cần phải di chuyển nhiều, chỉ cần một số trang thiết bị nhỏ nhỏ hỗ trợ kèm theo con GoPro thì mình đã có thể gắn trên vai và di chuyển rất là nhẹ nhàng. Đây là giáo xứ Xuân Hòa,
Ngoài chủ đề vlog khám phá đường phố, các tuyến đường ở quốc lộ 20 cũng giống như là các tuyến đường mà tôi có dịp đi ngang qua, thì kênh YouTube của mình còn làm thêm những chủ đề khác giống như là âm nhạc và du lịch ẩm thực, thì các bạn mình đón theo dõi và xin cho một lượt like cũng như là một lượt đăng ký ủng hộ kênh để có mình có động lực ra được nhiều video nó hay và hấp dẫn hơn nữa. Vâng, sau một khoảng thời gian vài chục phút di chuyển thì bây giờ Tây cũng đã có mặt tại đầu rừng Giá Tị, một cánh rừng rất là đẹp không cả nhà, xanh mát nguyên một màu xanh. Cả nhà thấy ông nhìn phía chân trời, mặc dù là thời tiết rất là nóng nhưng mà khi di chuyển ngang qua cánh rừng này cảm giác rất là thoải mái và không khí rất là trong lành. Khoảng 4 km là cánh rừng Giá Tị nè cả nhà, rất là dài, đường rất là rộng. Anh em chú ý nha, phía trước có công an giao thông đó, hầu như là bữa nào cũng có nha anh em. Chốt công an giao thông ở khu vực đầu rừng Giá Tị này thì chủ yếu mấy ống bánh tốc độ xe là chính, nên anh em chú ý mà mình đi lên trên thành phố Đà Lạt tới đây thì mình chạy nhẹ ga lại tí xíu để bảo đảm an toàn. Vâng, và bây giờ thì Tây đã di chuyển qua khu vực chốt công an giao thông và đi dần tới hướng thị trấn Tân Phú Đồng Nai. Và xung quanh đây thì mình thấy cũng có rất là nhiều kiosk nhỏ nhỏ người ta dựng tạm lên ở cả nhà, chủ yếu là bán những trái cây giống như là sầu riêng rồi chôm chôm rồi măng cụt, rồi là những trái cây người ta trồng ở trong vườn xong người ta mang ra đây người ta dựng lên một căn lều nhỏ nhỏ bán, chủ yếu là cho khách du lịch và các bạn trẻ mình đi xe máy đường xa. Nói chung thì trái cây cũng rất là ngon đó cả nhà, ở nhà người ta trồng rất là thơm ngon, mình cũng đã từng một lần ghé đây mua và đem về dùng thử. Chủ yếu là họ bán có mùa thôi nha cả nhà, còn những thời điểm khác thì họ phải đi làm những công việc khác. Ở đây thì chủ yếu là ngành nghề nông nghiệp và bên cạnh đó thì cũng có các công ty. Đây là khu vực điểm đầu của thị trấn Tân Phú Đồng Nai, chúng ta đang đổ xuống một đoạn dốc. Trời dần về chiều thấy cũng sắp mưa rồi cả nhà, thấy cũng mây đen ở phía xa rồi. Thầy cố gắng tranh thủ chạy lên kịp ở chợ Phương Lâm review quang cảnh ở trên đó cho cả nhà mình xem. Vâng, đây là khu vực km 130. Phía bên tay trái màn hình nhỏ của các bạn đó là chợ Ngọc Lâm. Đây là đường dẫn vào vườn quốc gia Nam Cát Tiên cũng giống như là xã Thanh Sơn, một hệ thống bách hóa ở phía bên tay trái. Đó, cảnh rất là đẹp. Và siêu thị Vinmart mới mở, rất là đông khách nha cả nhà. Đây là hướng km 130 chợ Ngọc Lâm này, một đoạn đường rất là đẹp và thoáng. Quán cà phê rất là nổi tiếng đó là quán cà phê Milano và cà phê Sóc phía bên tay trái. Đây là Sóc cà phê, một trong những thương hiệu ẩm thực lớn ở khu vực km 130.
chúng ta chỉ còn cách chợ Phương Lâm khoảng chừng 3 km thôi cả nhà, rất là mau. Một buổi chiều di chuyển khoảng chừng 30 km rất là nhẹ nhàng. Đây là một khúc quanh nho nhỏ dẫn vào xã Phú Thanh, đường cũng rất là rộng. Ở thị trấn Tân Phú thì đường rất là rộng và thoáng. Qua bên đây thì mình sẽ di chuyển tiếp tới, ở đây có một công ty thép rất là lớn. Rồi chúng ta sẽ di chuyển tiếp lên tới trên nhà thờ giáo xứ Thọ Lâm, ở khu vực Thọ Lâm, xã Phú Thanh và xã Phú Xuân, huyện Tân Phú. Ở thị trấn Tân Phú thì lượng xe cộ cũng tương đối là ít, tại vì giờ này thì bà con mình đổ vào các nhà thờ, tại vì bữa nay là rơi vào chủ nhật thì họ thường đi lễ nhà thờ, và đường phố sẽ dần đông trở lại sau 5 giờ cho tới 7 giờ tối cả nhà. Đây là khu vực nhà thờ Thọ Lâm, còn cách chợ Phương Lâm khoảng chừng 1 km. Đấy, phía bên tay phải màn hình nhỏ của các bạn đó là nhà thờ Thọ Lâm. Tay đặt góc máy ở trên đỉnh vai. Và theo cảm nhận riêng của tay thì góc máy này cũng tương đối là mới lạ. Vừa lấy được toàn cảnh hai bên đường quốc lộ 20, giống như là lấy được phía xa đường chân trời. Với lại thì những cái tòa nhà cao hay là những cái công trình kiến trúc gì mà nằm sâu ở bên trong thì mình có thể lấy được một phần. Nói chung thì cảnh cũng rất là ổn, phải không cả nhà? Cả nhà xem có ý kiến gì thì bình luận cho mình biết nhé. Cầu trắng Phương Lâm Tân Phú, cách chợ Phương Lâm khoảng chừng 1 km. Một trong những địa danh rất là nổi tiếng và lâu đời. Đây là cầu trắng. Tiến vào chợ Phương Lâm. Và tay sẽ di chuyển tiếp lên vị trí là xã Phú Bình, cũng giống như là hướng về Đa Cai, quê nhà của tay. Ngã tư cây dừa, rẽ trái thì chúng ta sẽ đi vào vườn quốc gia Tam Cá Tiên. Đây là trung tâm chợ Phương Lâm, một đoạn rất dài đi lên hướng Phú Bình, Tân Phú, cũng gần tới nhà rồi. Một chuyến tour rất là ngắn. Đây là đoạn nút dài Phú Bình. Bác xe tải ra nhanh quá cả nhà. Mình đang leo dốc. Mặt đường thì cũng rộng nhưng mà mình đi ngang chợ Phú Bình. Ở trên đây có một ngã tư đèn đỏ thì tay sẽ rẽ trái để về nhà hướng Đa Cai. Clip khám phá đường phố hôm nay của tay 30 km là ngắn ngủi, phải không cả nhà? Đi khoảng chừng tầm hơn 1 tiếng đồng hồ là mình đã chinh phục xong
Thôi mình cũng xin tạm biệt video tại đây. Thì trước khi rời video thì cả nhà nhớ cho mình xin một like cũng như một lượt bình luận ở bên dưới kênh nhé. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại vào những ký sự khám phá đường phố tiếp theo.